Xin chào cả nhà, em tên Ngân, quê ở Cái Mơn, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Hôm nay em làm cái video này để giới thiệu cái cây mai sắn lớn hiện mà em đang có. Hiện tại thì em chỉ còn có 4 cây thôi nha. Em có đánh số từ 1 đến 4 á, thì các bạn thích cây nào thì inbox hoặc là liên hệ số điện thoại của em là 0386 569 374 hoặc là số điện thoại là Zalo là 0944 754 283. Bốn cây này thì nó đồng giá là 950.000, cái này là giá tại vườn, còn tiền ship là khách trả. Đây là cái mai sắn nè, nó sắn tự nhiên luôn nha cả nhà. Cái cây số 1 này thì nó có bộ đế rất đẹp nè. Nè. Nó như là một cái con rắn nó đang nằm vậy đó. Bộ đế rất là đẹp. Đây. Còn cái cây số 2 tiếp theo đó là cây số 2. Cây số 2 đây, cái gốc đó nè cả nhà. Cây số 2 này nha cả nhà. Sắn. Cành nó sắn nè, nó ra tới đâu là nó sắn tới đó luôn. Bông của nó thì nó từ 15 đến 40 cánh nha cả nhà. Các bạn có thể mua cây này về để là lấy bo ghép cho những cây mai mà các bạn yêu thích. Cái cây số 3 đây. Tất cả những 4 cây này thì đều đồng giá là 950.000. Các bạn thích cây nào thì cứ inbox hoặc là liên hệ Ngân qua số điện thoại là 0386 569 374. Đây. Nó ra tới đâu nó sắn tới đó, rất là dễ thương luôn. Nhìn rất là đẹp. Cái cây này thì nó có bộ đế như thế này đây. Và một cái cây cuối cùng Ngân muốn giới thiệu với cả nhà là cây số 4. Cây số 4 đây. Gốc nó to nha cả nhà. Cây số 4 này có cái gốc nó to nhất nè, cái rễ của nó nè, cái chân nó ra nè. Cái này là về mình thay chậu á, mình có thể là cho nó khô cái đế của nó lên hơn thì nó sẽ rất là đẹp. Nó sắn rất là nhiều. Cành lá rất là xinh xê luôn đây đây. Nó ra tới đầu là nó sắn tới đó, rất là dễ thương. Các bạn có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ với Ngân qua số điện thoại là 0386 569 374 trong khoảng thời gian là từ 6 giờ đến 10 giờ tối, vì ban ngày thì Ngân thường là soạn hàng, đóng hàng, gửi hàng cho khách đó, nên ít khi bắt máy bắt điện thoại kịp đó, nên là các bạn đừng có giận thì hãy liên hệ với Ngân vào buổi tối nha, hoặc là sáng sớm trước 7 giờ. Ngân xin nhắc lại là Ngân có 4 cây mai sắn được đánh số từ số 1 đến số 4. Các bạn thích cây nào thì cứ liên hệ với Ngân nha. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh của Ngân để tiếp tục theo dõi nhiều cây bonsai mới lạ cũng như nhiều loại cây giống, những cây quý hiếm mà những cây quý hiếm nha cả nhà. Ngân xin kết thúc video ạ.